trở lại với làng lá thân quen của chúng ta. Nhưng lần này nhân vật chính không còn là Naruto nữa nha. Một cô bé dễ thương đang bị một đám con đồ đeo mặt nạ uy hiếp. Có vẻ như chúng muốn chấn lột tiền của cô bé thì phải. Nhanh đưa tiền đây rồi ngươi sẽ được yên bé con à. Đang nói chuyện thì có ai đó cất tiếng. Thì ra đó là ông nội Jokely. Mà đi cái tư thế kinh dị gì thế này. Ta không muốn xưng danh tính với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi đã muốn biết thì ta sẽ quyết định trả lời. Sở thích của ta là ăn kem nè, thử thách bản thân. Dốc Văn Ly chính là tên của ta, Ly muốn giải cứu cô bé. Vì hơi kém nói chuyện nên anh sẽ giải quyết mấy chú bằng nắm đấm luôn nhé. Ly chạy tới nhìn thấy một con chó, nó lại còn ý ra cục phân vàng kim. Thế là thanh niên cố gắng né tránh cục phân, rồi mất đà kéo luôn quần của kẻ xấu. Đúng là cạn lời với thánh luôn, tên đại ca xấu hổ quá hắn xách quần chạy khỏi đây cùng với đàn em. Dốc Ly vô tính giải cứu cô bé, cậu tự hào giới thiệu tuyệt chiêu mới. Lột quần quyền, không phải ai cũng làm vậy được đâu nha. Có bé tỏ ra ngưỡng mộ Ly luôn, định nắm tay thì bốp cái, ten ten và cho Ly một phát, vì cái tội dám hành động một mình. Cô bé kia cũng kể hết mọi việc cho đội của thầy gai, mấy kẻ xấu bám theo là những tên đòi nợ thuê. Do ba của cô bé có vay nợ bọn chúng, như trường hợp của thầy gai vậy, nợ có vài đĩa thiên đường tung tăng thôi mà bị quấy rầy hoài luôn. Này thì nói vớ vẩn nè, cô bé nói thêm nếu không trả cho chúng sẽ lấy hết đồ đạc nhà của cô đi. Vậy nên cô đến đây để thuê một ninja bảo vệ mình. Ai dè gặp luôn người cần tìm nè, he he chuyện nhỏ như con thỏ. Cứ để anh lo, này thì ảo tưởng cái đồ đầu cắt moi. Đi đến nhà cô bé mà cứ đi kiểu kinh dị này. Ly nhanh nhẩu chạy tới mà cục phân vàng kim lại xuất hiện. Ly cố gắng né nó. Cái kết là bị lao đầu thẳng vào trong căn nhà. Người gì mà hậu đậu ghê. Trong nhà của cô bé cũng chỉ còn lại có ấm đun nước. Cô bé hỏi Ly biết sử dụng nhẫn thuật hay không, nếu có thì làm cho nồi nước nóng được á. Ly nhận mình éo thể nào dùng nhẫn thuật. Cô bé bối rối, thế lần trước tụt quần kẻ xấu không phải là nhẫn thuật hả? Ninja mà không biết nhẫn thuật thì khác gì người bình thường chứ. Ly liền dùng quả mặt ỉa chảy thuyết phục em nó. Này thì ỉa chảy, cái kết là cô bé đuổi cả lũ ra khỏi đây. Bé Điệu đang ngồi khóc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cứ tưởng là Ly quay lại nhưng là bọn đòi nợ. Lần này chúng còn mang cả tên đại ca theo nữa. Dừng lại ngay, hỡi những kẻ xấu xa chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hãy để cô bé yên. Bọn đệ biết Ly không thể dùng nhẫn thuật nên chúng bèn xông lên tấn công Ly. Mặc dù không biết nhẫn thuật nhưng anh vẫn có thể thuật nhé. Chỉ với vài chiêu thức nhẹ nhẹ, ba thằng đệ đã nằm sàn mất tiêu rồi. Sau đó Ly bị tên đại ca chém cho phát bay. Ten Ten và Neji nói rằng Ly sẽ không dễ bỏ cuộc như vậy đâu, đó là châm ngôn sống của cậu ấy. Ly lao tới sử dụng tuyệt chiêu độc nhất vô nhị, tụt quần quyền. Tên đại ca vì quá xấu hổ nên cùng đàn em bỏ chạy khỏi đây. Bé Điệu thấy lòng dũng cảm của Ly, hai người chạy đến định ôm nhau thì đâu ra con chó lại ý ra một cục phân vàng. Ly né được nó nhưng cái kết lại tụt luôn quần bé Điệu, rồi xong ông nội luôn, bị ăn đấm no đòn là cái chắc. Sáng hôm sau, đang luyện tập với thanh niên Neji, Ten Ten đến gọi hai người có nhiệm vụ mới. Một bà thím giàu có muốn mua một chiếc bánh, vì mỗi ngày cửa hàng chỉ sản xuất có đúng 50 cái, nên bà thím cần chúng ta đi mua hộ. Vừa kịp lúc đến cửa hàng thì chỉ còn duy nhất một suất, Ly vội vàng chạy tới. Có điều Naruto cũng xuất hiện, hai ông bạn mặc dù hàng ngày vẫn nể nhau, nhưng vì đây là nhiệm vụ nên sẽ không có cái nịt nào để nhường nhau đâu nhé. Đã vậy thì theo cách cũ mà giải quyết, hai thằng cu tổ chức một cuộc thi nhỏ, ai lấy được tấm vé thì sẽ có được nó luôn. Cuộc đua bắt đầu, Naruto đen đuổi nhẵm phải cành gãy, nhưng cậu sử dụng sexy jutsu, làm cho thanh niên Ly mê mẩn. Đâm đầu vào cây, Naruto dẫn trước, đã vậy Ly cũng sẽ sử dụng nó. Cậu biến hình nhưng thay được mỗi bộ bikini, Naruto phân thân chi thuật, Ly cũng bắt chiếc theo, mà đó là do cậu chạy nhanh hơn thôi chứ gì. Đã thế cu cậu sẽ kết hợp cả hai thành harem jutsu, Ly mặc bikini chạy lon ton. Neji lập tức sảng tại chỗ, Ly cố gắng né đòn của Naruto, nhưng cậu đã bị Na ấm mất tấm vé. Cậu suy nghĩ có nên bỏ cuộc hay không, lại còn tưởng tượng ra viễn cảnh mình trở thành mẹ của Neji và Ten Ten nữa chứ. Lại luôn, ơ kìa sao bọn tao lại bị lôi vào vở kịch này chứ. Điều này lại có hiệu quả với tên ngốc Naruto. Cuối cùng tớ cũng hiểu cậu cần tấm vé đó thế nào rồi Ly à. Na đưa cho cậu tấm vé vì vở kịch hay vãi chưởng, mà công nhận Neji mặc váy xinh gái thật đó. Đến khi quay trở lại quán thì lại bán hết bánh mất tiêu, thật là đen đủi quá đi. Hết tập 1 rồi, chuyển sang tập 2 nào, rồi ai cũng sẽ biết yêu thôi. Bé đào Sakuza là một phần tử mà Ly ngố của chúng ta yêu thầm. Sakuza ơi, hẹn hò với tớ nhé. Bé đào nói rằng, mình méo thích những người có lông mày rậm, thế này thì còn đâu mái tóc người thương. Đã không được đón nhận tình cảm, mà còn bị ăn đấm nữa. Neji nói rằng, nếu Ly ngầu hơn một chút có thể khiến đào chú ý tới. Nhưng mà không phải như thế này nhen, mấy chú bình tĩnh, anh đã có kịch bản. Ly dẫn hai người bạn đi hóa trang, nhìn ông nội Neji giả gái cười thối ruột. Dựa vào hình mẫu tiêu chuẩn của Ten Ten, Ly đã ghi chép đầy đủ. Cậu sẽ dùng công thức này để tiếp cận bé đào thêm lần nữa xem sao. Đột nhiên Naruto xuất hiện, cậu nói có một đám ninja ngoại quốc nguy hiểm đang ở trong làng, mọi người cần đề phòng. Ông nội Ly lại theo dõi bé đào, cậu bất ngờ xuất hiện. Bước đầu tiên để trở nên ngầu hơn là trở thành người hào hiệp, cậu lấy cái rẻ lau ghế cho bé đào, mà lau có cần kỹ quá không vậy, lau xong thì lại bay vào trong bụi chờ thời. Ten Ten định thông báo cho Ly mà Ly đầu moi không để ý, tưởng Ten Ten cũng muốn xem mình ngầu thế nào.
Bước thứ hai để trở nên ngầu hơn, đó là tặng quà. Ly tặng một đóa hồng cho Đào nhưng vô tình mấy con ong chui ra từ bên trong. Để đó Minh lo, Ly liền tung đấm đấm mấy con ong còn cái nịt, cái kết là táng thẳng vào mặt của bé Đào. Bước ba để trở nên ngầu hơn, đó là cởi mở và trung thực. Cậu định nói thích Đào nhưng ai dè con ong bay đến đốt bếp cái. Sakura tưởng Ly chửi mình thế là thằng cu còn đúng cái nịt. Bước 4 để trở nên ngầu hơn, đó là Ly sẽ hôn và đánh cắp trái tim của cổ. Nhưng cái quả mặt này đòi hôn còn bị đấm thêm. Ly rơi vào tuyệt vọng, Sakura gì tầm này, tình yêu mới nhú của tuổi trẻ nó như vậy đấy. Neji xuất hiện, cậu nói với Tenten rằng bọn ninja ngoại quốc vừa được nhìn thấy ở ngoài kia. Đó là con đường bé Đào vừa đi, không chần chừ Ly liền bứt tốc chạy tới. Bé Đào bị bao vây bởi mấy tên nguy hiểm. Ly xuất hiện sử dụng cú đá xoay tròn, khoan hơi chóng mặt xíu. Cậu lấy lại tự tin, nhanh chóng hạ đẹp mấy thằng củ chuối, giải cứu bé Đào. Mỗi tội hơi chóng mặt, bé Đào xin lỗi vì vừa nãy đấm cậu hơi mạnh, đâu cần lý do cho người mình muốn bảo vệ chứ. Định dắt tay nhau về thì vô tình sờ vào ngực của Đào. Gòi xong tầm này éo còn cái nịt nào mang về. Đi tán gái mà khổ thế này đây, Ly nhận mình không thể ngầu được. Tenten nói trong mắt cô Ly cũng rất ngầu rồi đó. Thằng cu cảm kích làm quả mặt ỉa chảy, cái kết lại bị bà Ten cho ăn đấm. Làm thế nào để khiến bé Đào chú ý tới vẫn còn là một vấn đề nan giải. Tenten cho Ly một giải pháp, tại sao không thử viết thư tình cho bé Đào nhỉ? Thế là cu Ly nhanh nhẩu đợi Sakura rửa tay. Cậu nhét một bức thư vào trong túi của bé. Ly nghĩ rằng Đào sẽ nhìn thấy và đọc nó. Bên trong ghi rằng, Đào à, đối với tớ, cậu như món cà ri kết hợp với rau chua vậy. Nếu không có rau chua thì món ăn sẽ méo thành món cà ri được. Lại còn ảo tưởng Đào ngưỡng mộ mình. Sau đó là một cái kết viên mãn khi hai người trở thành người yêu. Nhìn mặt thằng cu ỉa chảy quá đi. Đang theo dõi Đào thì đột nhiên Ly phát hiện ra thứ cô bé cầm trên tay méo phải thư của mình. Có lẽ đã có ai gửi nó cho Đào, lại khiến bé hạnh phúc đến vậy. Chẳng lẽ là thằng sặc xì ke sao? Ôi cuộc đời, thì ra mình chỉ là kẻ đến sau. Đột nhiên Naruto xuất hiện. Cu Ly nói cho Na biết một ai đó đã viết thư tình cho Đào. Nghĩ lại thì hai thằng cu này đều thích bé Đào mà nhỉ. Thấy đánh nhau không giải quyết được vấn đề, Na nổ liền có ý tưởng, chỉ cần lấy bức thư trước khi Đào đọc nó là ok. Nếu muốn cướp túi sách của ai đó thì phải có đồ nghề nghe chưa anh em bạn gì. Na nổ chuẩn bị sẵn máy sấy, cậu tiến gần và sấy hơi nóng vào bé Đào, khiến cho Đào phải cởi bỏ áo ngoài. Nhưng hai tay thì vướng nên cũng không chôm được, đã thế phải xài mỹ nam kế. Ly giả bộ chạy bộ va vào bé Đào trong ngày đầu tiên đi học. Khi đến trường hai người nhận ra nhau như trong phim ngôn tình và sau đó nữa. Nhưng suy nghĩ khác với thực tế nhiều lắm, Ly còn vô tình đâm vào một bà lão, khiến cậu phải đưa bà lão vào trong bệnh viện. Đã thế chỉ còn một cách duy nhất, hai thanh niên giả bộ làm cố vẫn ninja chặn bé Đào lại, mục đích để kiểm tra túi sách và lấy luôn bức thư tình. Ai dè vừa mới mở ra hai thằng cu nhìn thấy một chiếc quần, không lẽ nào nó là bansu của Đào. Đù mé thanh niên éo thể nào bình tĩnh được, ngay cả thanh niên Nano cũng chăm chú nhìn chiếc bansu, vì biết cơ hội này không phải ai cũng có. Có vẻ như cô đang giấu thứ gì đó đúng không Sakura? Nếu đã có một chiếc bansu trong cặp sách thì nhất định sẽ có thêm áo lót nữa. Nó đang ở đâu? Vờ lờ thanh niên. Cái kết là bị ăn đấm sắp mặt, chiếc túi bay lên, miếng vải đen hiện ra. Đó là một cái túi chữ L phải bansu như hai thằng cu tưởng tượng. Hai cậu tóm lấy thư tình đáp đất, xé nó đi trong nháy mắt. Nhưng mới để ý bức thư kia lại là của Nano. Thì ra cả hai đứa bỏ thư tình vào túi của Đào, xong giờ lại tự tay xé nó đi mất. Thật là hết nói nổi, ui ui hết tập 2 rồi, sang tập 3 nhé. Để trở thành một ninja mạnh nhất, Jocely đã nỗ lực không ngừng. Đánh bại bọn này chỉ mất một chút sức của cậu mà thôi. Ngay cả thiên tài Neji, khoan vừa nhắc tới ổng đã hạ luôn tên đại ca. Chất lượng hơn số lượng, khỏi phải nói Neji là một thiên tài ninja. Đi đến đâu mọi người đều ngưỡng mộ, Ly thì hơi bị ghen tị một tẹo. Nhưng cậu muốn một ngày nào đó sẽ đánh bại được Neji. Đang nói chuyện thì Neji xuất hiện, cậu vừa tìm được luôn bức ảnh của Tenten. Đã là thiên tài lại còn đẹp trai hết phần thiên hạ, nhà giàu đi ăn quẹt thẻ bao ngầu. Nano và Ly nóng máu vì bé Đào với Tenten cứ nhắc tới Neji. Đã thế chỉ còn cách theo dõi. Mà cậu ta đúng thật là good boy thứ thiện, lại còn mạnh nữa, đi tè cũng không tha. Nano và Ly công nhận hắn ta thật hoàn hảo. Nhưng Ly không muốn nhận thất bại như vậy, cậu gặp Neji và quyết đấu với cậu ấy. Trận đấu sẽ diễn ra trong một tuần nữa, Nano sẽ là người giúp Ly luyện tập. Cái kết là một tuần sau, Ly xuất hiện với một bộ dạng mới, cơ bắp đầy mình, thêm cả ông Nano nữa. Nhìn hai thằng đô con cơ bắp lên thấy rõ, không chần chừ. Trận đấu bắt đầu, Neji lao tới tấn công trước, Ly né được đòn rất ảo. Trong thời gian qua cậu cùng Nano đã thăm ngàn rất nhiều, cậu không thể bỏ cuộc được. Ly ném quả bóng tennis bép vào mặt Neji, nó chỉ là cục gỗ. Quay đằng sau Ly đón nhận bát quái lục thập tứ trưởng của Neji, khiến cậu mất hết cơ bắp. Đã thế cậu sẽ sử dụng tuyệt kỹ, Biza Kugan dởm. Ai dè điều này lại khiến cho thiên tài Neji mất tập trung. Ly lao tới dùng thiết đầu công húc Neji như con. Cái kết cả hai đều bị hạ gục. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng cậu vẫn chưa thể đánh bại Neji. Neji nói rằng sự nỗ lực lớn nhất của Ly là thách đấu với cậu ấy. Ly chính là một ninja vĩ đại. Nano cũng không muốn bị hai cậu bạn bỏ xa. Một tuần sau, cả ba đều độ.
cho mình một thân thể cơ bắp chuẩn bị những tháng ngày thăm ngàn sắp tới. Ngày qua ngày Lee và Neji lại tiếp tục luyện tập sức mạnh thể chất. Có điều hôm nay ông nội Lee tự tin nhắm, ổng sắm cho mình chiếc quần xịt đùi. Cái kết là bị bà Ten Ten đập cho trận, rồi bắt quỳ xuống như này đây. Đi làm nhiệm vụ thì một mình bà Ten Ten cũng tự lo được hết. Hai thanh niên cũng chẳng cần phải làm cái vẹo gì cả. Mấy thanh niên lũ lượt bỏ chạy, rồi một cô gái có thân hình to tròn xuất hiện. Bà kêu Ten Ten chỉ là bé con khiến cô bé khá tức giận, lại còn làm nũng để mấy tên tay sai độ cơ bắp lên. Hai ông nội kia còn đang ngồi ăn bánh nữa chứ, đã thế bà đập cả lũ luôn cho bõ tức. Hai thằng cu đành phải quỳ xuống tạ tội, mặc dù là con gái nhưng chí ít cũng phải ra mặt bảo vệ người ta chứ, lại còn mặc xịt trước mặt bà, xứng đáng bị ăn đập tiếp. Ten Ten muốn Lee và Neji phải cư xử lịch thiệp với mình, đừng có coi bà là con trai không bà tẩn cho trận. Thế là hai ông nội mặc vest làm ô xin cho Ten, còn làm thêm hai miếng bánh siêu ngon nữa nè. Này thì bánh, thứ chị cần là sự bảo vệ chứ méo phải người hầu nghe chưa? Đã thế Lee sẽ biến Ten Ten thành một đứa con trai, sửa chút lại bộ lông mày, phụt kẹo nước hoa, perfect luôn, đẹp trai ngời ngời. Này thì đẹp thứ chị, hai ông thần suốt ngày bị ăn tẩn khỏi ăn cơm luôn, mà vẫn chưa biết bà Ten Ten cần thứ gì. Ten đang đi trên đường thì gặp lại mấy tên côn đồ, bà thím ra lệnh chúng tấn công cô. Lần này chúng đã ra tay nhanh khiến Ten không sử dụng được nhẫn cụ, cái kết là bị chúng trói lại. Đang đánh nhau thì Lee và Neji tới. Lee nói rằng cậu đã quên một thứ rất quan trọng, cứ tưởng cái gì đó tâm lý lắm, ai dè ném cho Ten chiếc quần xịt lên đầu. Như thế đủ để làm con trai rồi nhé bồ. Gọi xong tự dưng kích hoạt con quỷ trong người bà Ten. Mấy đứa kia đừng có cười, Ten Ten đáp ám khí ra khiến chúng nổ tanh bành. Dù sao thì Lee cũng thích Ten Ten ở trạng thái bình thường như này hơn. Với một điều nữa Lee nhận ra rằng, chiến đấu chỉ ảnh hưởng tới đàn ông chứ không hề hấn gì với phụ nữ. Đơn giản vì phụ nữ muốn giấu đi sự trâu bò và bạo lực hơn đàn ông. À triết lý hay đấy. Này thì triết lý với bà, ưng ứ hết tập 3 mất tiêu rồi. Hẹn các bạn ở những tập siêu hài hước tiếp theo nhé.